tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà em sẽ làm món heo quay nhé các bác. Đây là heo quay lá mắc mật, nhồi lá mắc mật ở bên trong. Sau quay bằng than hoa nhé. Rau bí nhạt ngon rồi bà ơi. Tối đủ một trứng đây rồi nè. Đây là MasterChef ở Hà Lam Linh. Có phải về... mình tí nữa cô làm gì dùng cái hành nữa không? Còn bóc không thì thôi. Hành á? MasterChef heo quay. Được đấy. Cho vào cái thanh sắt này quay à? Thanh sắt này anh rửa chưa? Chưa. Mắt được chưa? Mắt được chưa? Ui cháy à? Quệt cái gì đấy? Mật ong. Có kịp ăn không vậy? Đây là sắp mâm ra được rồi. Sắp rồi đi. Không. Tí lúc mình ăn mình. Lúc mình ăn mình bỏ bóc. Chú đánh được sao? Đầu chuối. Bỏ ra chặt. Không thì lấy cái bao tải. Thần thì một phát đây. Đó, đấy, một phát đây. Từ. Nước á? Không có nước hả? Lấy bát hứng nước. Chặt thật, phép một thôi, thẳng tay. Giờ đang bắn vào mặt. Đấy. Úi dồi. Chín ui rồi. Chín lũ nữa luôn. Nào, hứng cái kia vào. Đấy. Mông chín hạt luôn. Chín hẳn luôn đi ạ. Sướng núi kìa. Sướng xuống chín. Cao thủ đấy. Sợ cái đầu chứ chín ghi lắm. Cái đầu. Đi vô chín rồi. Không cạo cái vỏ đi ra không có đen. Không, vỏ vỏ ai thơm. Đậu đậu. Ui giời ơi, ngon luôn. Quá chất lượng. Cô phải cái đầu cho bạn. Này cô đắp vào. Đây đây ăn. Cái này ngon này. Thì còn chín đâu rồi nhỉ? Vâng.
Chị phải trước này, còn cái đấy cho áp chảo thì cho đi, đỡ phải chặt ra. Chín này rồi, cho tàu riêng này. Tàu riêng thật, thì chặt cái chín trước nữa, cái nước đỏ nó chảy ra thì lại lẫn hả? Cái này một bên, cái kia một bên. Nhìn nước này đỏ. Không có hồng rồi, xương có chín rồi chị ạ, xương, xương có làm gì còn máu không? Cái này thế này nó đẹp rồi. Cái đồ đỏ cũng được thầy. Quốc lên. Tập đi.